Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ tê giác nhỏ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay nha. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ tê giác lớn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ tê giác tí hon. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Đầu tiên mình xỏ vào vàng nha. Mọi người ơi, đây nha, đây là màu vàng của mình nha. Đây là phần màu vàng của mình nha mọi người. Màu vàng của mình đây nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu cam. Mình sẽ tiếp tục với màu cam. Phần màu cam của mình đây này mọi người. Mọi người ở đây màu cam của mình nha. Màu cam của mình đây nha. Giờ mình sẽ xỏ màu tím. Ba đồng một chị bảo mày vào follow với chị, mày vào nick cũ làm gì? Thôi từ từ để chị đổi ID đã. Nick gì? Không. Sao chị đổi ID đã? Chị có hay nick không? Ừ. Y chang. Không, nick này chị hay dùng nick chính mà, nhưng mà kiểu chị thấy nó cái follow bên phần follow của chị ấy nó cứ bị số ảo đấy, cho nên là chị lập nick khác. Không, nhìn nó bận mắt lắm. Rồi, lần đầu tiên em đã một like chị. Không sợ. Em chẳng làm cái gì đi cơ. Mọi người ơi, bây giờ mình xỏ màu xanh dương nha. Giờ mình sẽ xỏ tiếp tục màu xanh dương nhé mọi người. Màu xanh dương là màu tiếp theo của mình nha. Em chẳng kết bạn với ai ngoài là chị. Em cần tính là chị nhưng là thứ hai. Lúc trước cũng có một người nhưng em chặn mẹ. Chặn hết. Là ba người luôn, cái người chị được chào em follow thì em follow cái cuối cùng là em tự nhiên là thành follow nó cả. Em kinh tìm xóa luôn. Bây giờ chỉ có chị yêu cả chị em thôi. Trong lớp trái follow cái đứa nào vậy này. Định follow một đứa nhưng mà cũng chả biết tính cộng nó. Nhưng mà thôi. Ok. Mình thấy vinh dự quá. Tại vì em chả thích thôi, em chả thích ấy nghe. Đâu? Là thế nào? Đại biểu có hai người ấy sẵn. Bé ngoài chết. Follow chị nhận được. Đâu xem. Bảo sao không nhìn ra đây. Có. Sao không nhìn ra đây. Đâu để chị xem lại xem. Có nhận mà. Nhận nhưng mà chấp nhận chị được.
Có. Mày cứ nghi ngờ ta. Đi chính hay đi phụ? cái định mà nên chiếc đấy. Có. Anh, chị Phong lo lại em chưa á? Đúng rồi đấy, Chưa. bảo sao không thấy người này. Được. Đúng rồi, chỉ có ai đâu. Đâu để xem lại. Đấy, được chưa? Ui, mùi ghê. Chấp nhận luôn, đau đi. Được người đồng ý chấp nhận. Hắn là nổi tiếng, điên. Nhưng mà ra cái chung nhau con em ạ. Em sắp xin ký chị nơi đây. Hả? Em sắp xin ký chị đấu giá áo nơi đây. Điên. Vòng của mình sắp xong rồi nha mọi người ơi. Lên tao bán cái áo giày giá 500 nghìn. Được chữ ký của người nổi tiếng nhất trong làng, Vàng hoàn vẫn phải vinh ngẩn dự nhất, một mình một kênh, này. có tiếng nói nhất trong nơi, một là một hai là hai, không nghe gì về. Một là một, không có hai. Chào anh em, mình sẽ đi vào chi tiết câu hỏi thôi. Nên là bán cái áo giá này là giá 500k là hơi rẻ anh em. Bên người ta anh. Xong rồi mình bốc phét đến bên chỗ ông mua tao mấy tệ đi cả. Mày có biết là em nick, em nghĩa còn phải lập nick phụ để đẩy view chị không? Chị có bắt nó đẩy view đâu. Chị đâu có bảo nó vào. À chị bảo nó vào đẩy view, chị không bắt nó làm thế đâu. Còn nó làm cho chị thấy tội lỗi quá. Được, thằng em mát lòng mát tệ. Các bạn ơi, vòng của mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Mọi người ơi, vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Các bạn ơi, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Nói anh em. Con nhìn nhận đây này. Một phải có của anh Sương đây. Cả cả con mộng. Từ đi xem có con nào đây nhỉ? Mình sẽ ăn đầu tiên mình không nữa là ok. Em bảo là tại như ấy cái lúc mà ở Nghĩa nó cũng đi làm tối nữa. Nhưng mà xong lúc mà chị Quỳnh em vào nó em nhà tối ấy. Em đang làm trên trên kia anh quên anh kia anh kêu là ghê Nghĩa giờ hay làm thế. Xong rồi kia nó bắt đầu Nghĩa khoái Quỳnh em rồi. Mình nghe cái từ khoái kia có đủ mét mà chấm lên kia khoái. Nghe tôi cứ thế nào? Ở đây không biết chị với lại